Thế anh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một đại từ quan hệ mới. Nhưng mà trước nhất chúng ta sẽ ôn lại bài cũ. Đại từ quan hệ who được dùng thay thế cho từ đứng trước biểu đạt cho người làm chủ ngữ hoặc thân ngữ của vấn đề quan hệ. Không được dùng thay thế cho từ đứng trước biểu đạt cho người làm thân ngữ của vấn đề quan hệ hoặc thân ngữ của giới từ. Which được dùng thay thế cho từ đứng trước biểu đạt vật thể, đồ vật làm chủ ngữ hoặc thân ngữ của vấn đề quan hệ. Và that có thể thay thế cho who, whom, which trong vấn đề quan hệ hạn định. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một từ đại từ quan hệ mới, đó là who. Trước nhất, các em làm bài tập ôn. Các em sẽ điền vào chỗ trống đại từ quan hệ who hoặc what. Em còn nhớ là trước cái chỗ trống là từ chỉ, danh từ chỉ về người thì chúng ta sẽ dùng who. Và trước cái chỗ trống danh từ chỉ về vật, sự vật chúng ta sẽ dùng what. Câu 1. The students, học sinh hay là sinh viên, vậy đó chúng ta sẽ dùng who. Số 2, Hoa's parents, cha mẹ của Hoa, who. Câu số 3, football, đá banh, what. Số 4, the latest news, tin tức mới nhất, what. Số 5, animals, động vật, what. Số 6, the parrots, con vẹt, what. Số 7, the best movie, bộ phim hay nhất, what. Số 8, books, quyển sách, what. Số 9, the little girl, em bé gái, who. Số 10, food, thức ăn, what. Em nhìn ví dụ sau đây. They are the people. Their car was stolen. Họ là những người chiếc xe của họ đã bị mất. Và cái cách làm cũng như sau, cô sẽ tìm từ bà con giữa hai câu. Câu thứ nhất từ bà con là the people và câu thứ hai từ bà con là their. Cách làm cô sẽ bỏ từ thứ hai, từ trong câu thứ hai đó là their và thay bằng đại từ quan hệ là whose. Và cô sẽ đem nguyên cái mệnh đề có chữ who để sau từ bà con là people. Thì câu chúng ta sẽ là they are the people whose car was stolen. Ví dụ số 2, Mr. Min came here last week. I lost his phone number. Từ bà con là Mr. Min và his. Cô sẽ bỏ từ his thay bằng whose. Thì khác với trường hợp dùng who và which, chúng ta sẽ để chỉ để chữ who và which ở đầu câu thứ hai mà thôi. Còn đối với trường hợp dùng whose, do whose nó thay thế cho tính từ sở hữu mà theo sau tính từ sở hữu phải là danh từ. Do đó theo sau chữ whose phải là phone number. Đó khi mình sẽ đem từ phone number lên trước câu thứ hai và đem nguyên cái câu có chứa whose phone number I lost để sau từ bà con đó là Mr. Min. Thì câu chúng ta sẽ là Mr. Min whose phone number I lost came here last week. Mr. Min, theo sau Mr. Min phải có dấu phẩy và theo sau phone number cũng phải có dấu phẩy. Thì Mr. Min là rõ ràng. Vậy thì từ whose được thay thế cho từ đứng trước biểu thị sự sở hữu của vật thể. Thông thường các em sẽ thấy những tính từ sở hữu như his, her hay là their, hoặc là cái từ chỉ về sự sở hữu. Bài tập đầu tiên các em sẽ điền vào chỗ trống who, which hoặc là whose để cho các em dễ hơn, cô sẽ ôn lại. Vậy thì các em thấy trước cái khoảng trống là cái danh từ chỉ người mà sau khoảng trống là chủ ngữ hoặc thân ngữ thì ta sẽ dùng who. Trước khoảng trống là người mà sau khoảng trống nó là danh từ và chú ý danh từ này không có mạo từ the hay là on hoặc là tính từ sở hữu như là my, his, her, their thì chúng ta sẽ dùng whose. Nếu trước chỗ trống á, là cái danh từ chỉ vật, sự vật, đồ vật thì chúng ta hỏi cần nhìn phía sau là gì, chúng ta đều dùng là which.
giờ các em sẽ làm bài tập câu số 1. Các em thấy trước chỗ trống là the people, nhưng mà sau chỗ trống có danh từ the, không có mạo từ, không có tính từ sở hữu, do đó chúng ta sẽ dùng whose. Số 2, the child, đứa trẻ, chỉ người. Và pha sau khoảng trống đó là từ life, danh từ, không có mạo từ, không có tính từ sở hữu, do đó chúng ta cũng phải dùng whose. Câu số 3, trước khoảng trống là nhung, từ chỉ vì người. Sau khoảng trống chỉ có danh từ help, do đó chúng ta cũng phải dùng whose. Số 4, Mary, sau Mary là sit, động từ, thì chúng ta chỉ dùng who. Số 5, trước khoảng trống the man, người. Sau khoảng trống chỉ có danh từ son, do đó chúng ta phải dùng whose. Số 6, girl, người. Phía sau danh từ beauty, whose. Số 7, my office, văn phòng của tôi, what. Số 8, Jack, người. Phía sau động từ leaves, cho nó bắt buộc dùng who. Số 9, the man, người. Phía sau your mother, chủ ngữ. Em thấy đằng sau cũng là có danh từ, nhưng mà có tính từ sở hữu là your mother, cho đó mình chỉ sử dụng who mà thôi. Số 10, John, người. Danh từ mother, không có mạo từ, không có tính từ sở hữu, do đó bắt buộc chúng ta phải sử dụng whose. Bài tập tiếp theo, em sử dụng whose để nối hai câu thành một. Vậy cách làm cũng như cách làm đối với who và which. Bước 1, em cũng xác định từ bà con. Thì từ bà con trong câu 1 đó là the girl, và câu 2 là her. Cách làm chúng ta sẽ bỏ từ her trong câu 2 thay bằng whose. Và trong trường hợp này, cái từ whose nó đứng sát chữ the girl rồi, do đó chúng ta chỉ cần bỏ chữ chấm là xong. Do đó câu sẽ là I met the girl whose brother writes detective stories. Câu số 2, the people were nice. We visited their home. Từ bà con là the people và there. Chúng ta sẽ bỏ từ there và thay bằng whose. Và nhớ là phải đem từ whose home lên trước chủ ngữ. Nếu mà em chưa biết cách làm, mình sẽ đem whose home lên trước cái câu thứ hai. Và đem nguyên cái mệnh đề whose home we visit để sao từ bà con đó là the people. Thì đó câu này sẽ là the people whose home we visit were nice. Số 3, chủ ngữ là the woman, từ bà con là the woman và her. Và chú ý ở đây mình không sử dụng là she. Và đặc biệt các em nhớ là trong mệnh đề đầu tiên, ha, trong câu đầu tiên, từ bà con không bao giờ là những cái đại từ như là I, he, she, it hay là we, you, they. Thì từ bà con là the woman, và mệnh đề thứ hai từ bà con là her. Thì mình sẽ bỏ từ her đi và thay vào whose. Và đem từ whose daughter lên kế trước ở đầu câu thứ hai. Và do nó đứng sát rồi, do đó mình chỉ việc ghi lại bỏ dấu chấm mà thôi. Do đó câu này sẽ là she is the woman whose daughter. I am the same blackwood. Số 3, số 4, từ bà con là the man và his. Mình bỏ từ his thay bằng whose. Và đem nguyên mệnh đề có chữ whose để kế the man. Do đó câu của mình sẽ là the man whose car has the registration number 99999 was sent to prison. Số 5, từ bà con là the people và there. Chú ý trong câu số 5 này, từ bà con của mình này đầu không là đây mà là the people. Cũng vậy, mình sẽ bỏ từ there trong câu thứ 2 và thay bằng whose, bỏ dấu chấm. They are the people whose house caught fire last night. Số 5, thứ 6, từ bà con là nhung và her, bỏ từ her thay bằng whose, và đem nguyên mệnh đề có chữ whose để kế bên nhung. Và nhung là danh từ chỉ người rõ ràng, cái tên người rõ ràng, do đó mình sẽ để dấu phẩy. Nhung phẩy whose health hasn't been good recently phẩy has some tests. Số 7, từ bà con là the man và the wallet of him. Hai người ta dùng là
his wallet thì dễ thôi. Nó đang ta dùng the wallet of him. Thì mấy em cũng tưởng tượng như là his wallet vậy. Thì khi mình bỏ, mình sẽ bỏ chữ the of him và mình thay bằng whose, và để chữ whose trước chữ wallet. Mình chỉ để danh từ wallet mà thôi. Thì là nguyên cái cụm từ của mình thì sao sẽ là whose wallet was stolen. Và mình sẽ để nguyên cụm từ này kế bên từ bà con và the man. Thì câu của mình sẽ là the man whose wallet was stolen called the police. Bài tập tiếp theo, em sẽ sử dụng who, whose và what. Số 1, từ ba con là the old man và he. À, vậy là mình nhớ là bỏ từ he và thay bằng who. Và để nguyên mệnh đề có chữ who để sao chữ the old man. Thì câu của mình sẽ là the old man who lives next door is my grandfather. Số 2, từ ba con là the grand hotel và it, bỏ chữ it. Và đây là từ chỉ vật, do đó mình thay bằng which để đầu câu thứ hai. Và do nó đứng sát bên rồi, do đó mình chỉ cần bỏ dấu phẩy, dấu chấm thay bằng dấu phẩy. Tại vì chữ the grand hotel là danh từ riêng. Do đó câu của mình sẽ là we stayed at the grand hotel phẩy which aunt recommended to us. Số 3, từ bà con là nghe và ơ. Em để ý chỗ này hơ á, theo sau hơ không phải là danh từ. Do đó là hơ ở đây đóng bị vai trò là một tân ngữ. Do đó mình sẽ bỏ chữ hơ và mình chỉ thay bằng hu mà thôi. Và chữ hu này mình sẽ để đầu câu thứ hai. Câu này sẽ là this morning I met nhà phải who I haven't seen for ages. Số 4, từ bà con là John và his. Bỏ từ his thay bằng who's. Và để kế bên từ John, John là tên người rõ ràng, cho nên là mình sẽ để dấu phẩy. Câu này sẽ là John's phẩy whose mother is in hospital phẩy is absent from school. Số 5, chú ý câu này the man và him là bà con, nhưng mà vì cái câu do you know him là câu hỏi, cho đó mình sẽ đem lên để trước. Câu này sẽ là do you know. Mình đem do you know him lên, do đó chữ him này là the man. Do đó bắt buộc mình phải chuyển thành do you know the man và thay bằng who. Câu này sẽ là do you know the man who is coming toward us. Số 6, Mrs. Lin is very smart. I met the son of her on the stage last night. Nghĩa từ bà con là Mrs. Lin và the of her. Cũng vậy, thay vì người ta dùng her son, ta dùng the son of her, thì mình sẽ bỏ chữ the of her và mình thay bằng whose, chỉ để chữ son thôi. Và mình đem nguyên cái cụm từ whose son lên trước cái mệnh đề thứ hai, và đem nguyên cái mệnh đề này để sau chữ từ bà con là Mrs. Lin. Và câu này sẽ là Mrs. Lin's phải whose son I met on the stage last night. Phải, he very smart.